Đây, hôm nay em sẽ về á, đa số là hàng chất không mọi người. Mọi người xem con Z Fold 4 mà nha. Bản 1TB luôn. Đây cho mọi người xem là 1000GB á mọi người. Mà còn bảo hành chính hãng đến 2024 luôn nha. Em sẽ khui ra cho mọi người xem nè. Bảo hành đến tháng 3 2024 mà giá cực kỳ là yêu thương mọi người. Z Fold 4 1TB. Đây, RAM 12GB, 1024GB mọi người. Cái màu á là màu kem rất là đẹp nha. Và đây là phiên bản chính hãng Việt Nam mình luôn mọi người thấy không, máy khá là chất nha. Hôm nay là giờ tiếp nè, S22 Ultra nè, bản Việt Nam nè, S20 Ultra, còn là S22 Ultra cũng là bản Việt Nam, RAM 12 và 26GB, nó thêm Ultra bản 5G mọi người đó. Clip 4 thì sáng có quay rồi, 8.850.000 cũng là bản Việt Nam 2 SIM luôn đó. Bên em bán thì có hỗ trợ góp, không cần trả trước nha. Rồi bây giờ con đầu tiên sẽ cho mọi người xem lại con đắt tiền nhất trong hôm nay mọi người. Samsung Galaxy Z Fold 4 bản Việt Nam 2 SIM. Thì Việt Nam 2 SIM á là có khai SIM 1 và khai SIM 2 nè. Sử dụng được 2 SIM được lý mọi người. RAM 12GB, 1024GB mọi người. Đó là bản 1TB nha. Máy ngoại hình á là khá là chất mọi người. Đây, rồi không? Khá là chất luôn. Ok chưa? 1000GB nha. Màn hình bên trong nè. Đây, cái này là miếng dán mọi người. Tại vì em lột ra để coi có bên trong có chày không á, chứ không phải là nó bị bong hay gì hết nha. Mọi người thấy không? Em sẽ lột ra một mí nè. Cái này chắc mọi người phải dán lại rồi. Đây. Để coi mình lui khui bên trong coi nó có bị chày không mọi người. Đó. Rồi. Con này em sẽ bán cho mọi người là 20.600.000. Con này còn bảo hành đến tháng 3 2024 nha. Đó, máy thì có hộp mọi người. Đây, máy thì có hộp nha. Ok chưa? Cái hộp là heo máy luôn. RAM 12GB, 1TB mọi người thấy không? Ok chưa? Bản Việt Nam chính hãng nha. Rồi, S22 Ultra giá thế nào anh hả? S22 Ultra là em có đến 3 con được, 1 con, 2 con và con này con thứ 3. Thì bây giờ sẽ báo từ con rẻ trước cho đến con cao tiền nha. Đây là một con S22 Ultra và con này sẽ bán là 12.800.000. Đây, 12.800.000. Vô phần bên trong cho mọi người xem. Đây là phiên bản 2 SIM nha. 1 eSIM và 1 SIM vật lý mọi người. Rồi, RAM là 8GB, bộ nhớ là 128GB, 12.800. Đây. 12.800 mọi người. Máy hiện ngoại hình tầm khoảng 97 98 nha. 12.800. Còn đây sẽ là RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB và con này bản chính hãng Việt Nam. 14.800 nha. Đó, trên lịch RAM và bộ nhớ nè. 14.800 là bản 2 SIM, khai SIM 1, khai SIM 2 là bản chính hãng Việt Nam. Ok chưa? 14.800 là bản màu xanh mọi người. Đây. Con này thì rất là đẹp nha, mọi người thấy không? Quá chất luôn. Quá đẹp luôn mọi người. Đây. Rất là đẹp nha. Đó. Còn con này là màu đen, cũng là RAM 12 và 256GB, có thêm cái hộp. Thì cái hộp bây giờ thì nó không có phụ kiện mọi người. Máy đời mới giờ không có phụ kiện nha. Màu đen. Mọi người thấy không? Đây màu đen nè. Chân sạc còn rất là mới mọi người. Rất là đẹp. Này rất là đẹp. Ok nha. 14.800 cũng là bản Việt Nam 2 SIM. Rồi. Lên dép clip đi anh hả? Dép clip thì đây. Anh Minh Tiến Phùng ơi. Đây dép clip 4 thì con này em còn được 2 con không mọi người? Dép clip 4 thì em còn được 2 con. 8.850.000 nha. Thật sự mấy con máy này quá đẹp luôn mọi người. Mọi người không? Chiếc máy là rất là đẹp nha. Chân sạc thì còn mới tinh nè. Đây. Mọi người xem nè, 8.850.000. Và đây là phiên bản chính hãng 2 SIM mọi người. Đây, bản 2 SIM nha. Vô phần bên trong cho mọi người xem. 1 eSIM và 1 SIM lý mọi người. Dưới clip là bản eSIM nha. RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB. Màn hình tần số quét á là 120Hz. Ok chưa? Máy thì rất là mới rồi. Khá là chất mọi người. Mọi người thấy không? Khá là chất luôn nha. 8.850.000, em chỉ có được một màu này thôi mọi người. Em còn được có 2 cây à. Mọi người thấy không? Rất là đẹp nha. Không có gì để chơi à. Ok. Rồi, tiếp tục là một con Note 20 Ultra cho anh Thành Hoàng nè. Note 20 Ultra em có được 2 con. Đây. Đây là con Note 20 Ultra màu đồng bản Việt Nam. Và đây sẽ là phiên bản 5G. Phiên bản 5G nó sẽ ghi chữ 5G bên đây. Và được RAM 12GB, khai SIM 1, khai SIM 2 là bản chính hãng.
pin là 4500 mAh đó, RAM 12 nè, bộ nhớ là 256GB màu đồng nha, 9.950.000. Bản Việt Nam thật sự lúc mà mới ra bản Việt Nam bán á, khá là cao mọi người, bản 5G nha. Còn bản Mỹ thì cũng là có 5G nhưng mà bên em bán chỉ có 8.550.000 thôi. Đó, 8.550.000 thôi. Mà nó thay môn cha bản Việt Nam đến 9.950.000. Thật sự tại vì nó không có hàng nhiều mọi người. Lúc mà nó ra mắt thì khá là cao nên cũng ít người chọn. Nên bây giờ hàng cũ thì không có nhiều. Đó. Mọi người không, cái máy chất thật sự là quá chất luôn mọi người. Siêu viền bên dưới vẫn còn. Đây, màu đồng. Còn đây sẽ là một con màu trắng. Cũng là bản 5G luôn. Đây, vô phần bên trong cho người xem nha. S21 em vẫn còn nha mọi người, mà hàng thanh lý là hết nha. Đây, bản 5G, RAM 12 và 256GB chính hãng nha. Màu đen. Màu trắng nè. Cũng rất là đẹp. Ok chưa? Rồi. XS thì em không có nha. Tiếp tục là một con Mi 11 Lite 5G, 3.350.000. Con này bản nội địa mọi người. Bản nội địa. RAM 8GB, bộ nhớ là 128GB, chạy con chip Snapdragon á là 780. Thì bản nội địa nó sẽ không có chữ 5G đấy mọi người. Nó bản nội địa là không có chữ 5G đây nha. Nhưng mà mình tải phần mềm về mình check là có 5G nha mọi người. Tại vì bên nước ngoài là người ta có 5G sẵn rồi. Chứ người ta không cần ghi 5G nữa. Như là đời S21 Ultra vẫn có ghi 5G. Mà lên đến S22 Ultra là không có ghi phần 5G bên trong nha mọi người. Mọi người nhớ, mọi người lưu ý nha. Tại vì bây giờ là bên nước ngoài là người ta có 5G sẵn rồi. Nên không, người ta không cần ghi nữa. Như là bây giờ nè, nó thêm Ultra là nãy có chữ 5G. S22 Ultra là không có ghi chữ 5G. Nhưng mà có hỗ trợ 5G nha. Đây, em sẽ vô phần giới thiệu cho mọi người xem. Mọi người không? S22 Ultra không có 5G mọi người không? Nhưng mà có hỗ trợ 5G nha. Nhưng mà cái đề mới là từ S22 đổ lên đó là không ghi 5G nữa, nhưng mà có 5G sẵn. Còn S21 Plus, S21 Ultra đổ xuống là phải ghi chữ 5G. Chắc là đó đó. Quảng cáo 5G mọi người. Đó, để quảng cáo được 5G á. Đây. 3.550.000, chip Snapdragon 780 màn hình 90Hz. Còn này bản chính hãng nè. Bản chính hãng thì 3.7, còn bảo hành tháng 1/2024. Mi 1 Lite 5G bản NE màu xanh cũng là chip 780. Đó. Ok chưa mọi người? S21 Ultra thì chính hãng em có. S21 Ultra thì chính hãng em có nha anh Hậu ơi. 9.150.000, còn bản Mỹ thì nó sẽ rẻ hơn, chỉ có 8.350.000 thôi. Thì bản Mỹ á là cũng được 5G, cũng được RAM 828GB, cũng hai SIM luôn, giống nhau hết luôn. Chip thì cũng chip này là Exynos, còn con bản Mỹ thì chip Snapdragon. Nhưng mà bản Việt Nam thì lúc nào nó cũng cao hơn, tại vì cái độ hiếm của nó không có hàng nhiều đó. Và giá nó gặp cao thì em sẽ bán cao, còn như bản Mỹ á, giá em gặp rẻ em sẽ bán rẻ mọi người, vì em cứ cộng tiền lãi của em thôi, cộng tiền lãi lên là bán mọi người đó. Cộng tiền lãi lên khoảng vài trăm ngàn để em bảo hành. Ok chưa? Thì con này sẽ là S21 Ultra bản Việt Nam, màu đen máy đẹp nha. Đó. Việt Nam là 9.150.000, bản Mỹ là 8.350.000, trên là đến một cũ máy mà hai con đều là giống nhau hết. Chip Snapdragon 888 thì nó sẽ mạnh hơn con chip Exynos. Ok chưa? Nhưng mà mọi người nói nóng thì thật sự á là 888 có nóng thiệt. Nhưng mà đối với Samsung đó là sẽ bóp hiệu năng, bóp xung nhiệt xuống để cho nó bớt nóng mọi người. Muốn mua trả góp mà không biết địa chỉ ha. Địa chỉ của em là 98 Hồ Hành Biên, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người tìm 98 nó sẽ dễ hơn là tìm 43, tại 43 có hai địa chỉ. Chắc bữa nào phải sửa là có Samsung A53 không dạy shop có anh ơi, anh Phạm Toàn. Đây. A53 thì em có một cây máy đẹp nha. Máy đẹp còn siêu viền. Siêu viền còn đẹp luôn. Đó, chưa lột siêu viền luôn nè. Đây. Email nó đây mọi người. RAM 828GB, 5.050.000. Em sẽ vô phần bên trong cho mọi người xem nha. Đây, bản 2 SIM chính hãng. Pin là 5000, RAM 828GB, màn hình là 120Hz, có vân tay trong màn hình. Đó. Máy là 99 đánh keng luôn mọi người. Chuẩn sạc thì mới tin nè. 5.050.000. Ok nha. Với clip 4 thì em đang bán là 8.850.000. Máy đẹp 9899. Với clip 4, 2 SIM chính hãng. 12 Pro Max thì em chưa có. Samsung A34 thì đây. A34 thì 5.150.000, còn bảo hành tháng 5/2024. RAM 8 128GB.
A34 là màn hình 90Hz. A120Hz, em nói nhầm. 120Hz. Ok chưa? $5.150.000. Còn đây sẽ là S20 Ultra. Bản Việt Nam 2 SIM 6.350.000, 2 SIM chính hãng nha. Pin á là 5.000. Con này bản 4G, bản 4G sẽ là ghi LTE mọi người. Còn bản 5G nè, 6.6 nè, nó sẽ ghi chữ 5G luôn. Đây. Cái phần này mọi người có thể sửa được, cái tên đó là mọi người có thể sửa được. Nhưng mà tên sản phẩm á là không sửa được mọi người. Đó, tên sản phẩm nè. S20 Ultra 5G. Con này 5G 6.6 cũng là bản 2 SIM. Nhưng mà con này là bản quốc tế mọi người. Còn con này nó là bản chính hãng nè. Đó, bản chính hãng chỉ có 4G thôi. RAM 128GB hết nha, màu đen. 6.350.000. Ok. 13 Pro Max cho anh Kiệt và anh Hàng Long. 13 Pro Max thì mình có được 2 con. 18.500.000 bản Việt Nam, pin 100%, máy đẹp 99. Đây. Bản Việt Nam nha. 128GB. Pin 100%. Máy thì còn dán cường lực. Đem chù là cái mọi người, tại cái này viền viền thép á. Nên nhiều lúc á là phải nó hay dính mồ hôi tay lắm. Nhưng mà mọi người xem cái chất máy của nó nè. Đó. Em phải chùi từng góc để cho mọi người dễ xem. Mọi người thấy không? Thì cái chất máy của nó quá đẹp. 10 điểm nhưng không có nhân luôn. Ok chưa? Hôm nay em không có bảy lút. Đó. Nói chung là gần như là 98-99. Nếu mà ai khó tính thì 98 thôi. Còn nếu mà ai dễ tính thì 99 mọi người. Còn mấy cái phụ mà phân biệt mà 98-99-97 cái đó tùy theo cá nhân của mình thôi, chứ mà tại vì trong ngành điện thoại nó sẽ khác là 97-98-99 thôi, chứ không có 95-90 tầm lên đó mọi người. Đây, còn một con 13 Pro Max pin 99-128GB, 17.900. Đó, pin 99 nè, màu vàng. Em chùa là cái nó hơi mới đụng vô cái đến một hoa ta liền đó. Mấy con chiếc máy nhìn này á thật sự nhìn rất là đã mọi người. Đây nhìn rất là đã luôn. Đây coi con này bản gì, nhưng con này bản Việt Nam phải không ta, để xíu để vô coi cái mọi người. Hai con này bản VK là bản Canada mọi người, 128GB. Nói chung bản VK thì cũng như bản Việt Nam mình thôi, hóa bảo hành là đều như nhau. Pin 99 nha, 17.900. Bên em bán góp thì mọi người giải trước con đó thì khoảng 4.000.000. Có con máy nào thanh lý vừa xài không shop? Thanh lý thì em có một cây S20FE 3.450.000. Đó, full chức năng. Em đố mọi người là màn hình nó ám ở đâu á. Đây, 3.450.000 mà cái màn hình nó đẹp cỡ như vậy nè. Đây em sẽ từ cái ngón tay em chỉ xuống cho mọi người dễ nhìn nha. Đó, nó đẹp cỡ như vậy nè. Đó. Em cũng nhìn theo mọi người luôn á, tại vì cái này nhân viên nó test. Em mở màn hình sáng là nãy giờ mà chưa tìm được cái chỗ mà nó ám. Mọi người thấy không? Không thấy được chỗ ám nè. Đó. Giờ vô phần bên trong. Đây. Trời ơi, không thấy được chỗ ám luôn à. Ám đâu ta? Em cũng không thấy được chỗ ám luôn. À, nó phân dùng đây nè mọi người. Nó phân dùng 3 thanh công cụ mà hot ga đó. Đó, nó phân dùng đây nè. Thật sự mà phải nói là cái này nếu mà đem đi bán mà trên chợ tốt hay là bán online trên nhóm á, em không nói là người ta không biết luôn. Nhưng mà thôi, có sao thì báo vậy. Nó có ám là có ám mọi người. Nó có ám là có ám nha. Ok chưa? Con này nếu mà không mám á, thật sự nếu mà không mám anh em bán á là 4.3.000. Còn bây giờ mà nhìn mà không thấy ám luôn, mà ám gọi là ám siêu 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 nhẹ luôn, 3.450.000. Mọi người thấy ok không? 13 Pro Max bảo hành lỗi xanh màn, lỗi màn hình sao anh hả? 13 Pro Max em bảo hành cho người là xanh màn hình luôn. Ok chưa? Yên tâm nha.
chị Yến Thanh Thanh đây, 13 con mắt em bảo hành cho mọi người là xanh màn hình luôn. Tại vì bây giờ cái đó xanh màn hình là quá dễ mọi người. RAM 628GB, S20FE 3.450. Ok nha mọi người. Laptop 5.5 là con máy gì anh ơi? Rồi đến cái nào ta? À đó là Samsung A52S 3.550. Này con này cũng phân dùng nè. Phân dùng ba anh điều hướng nè. Đó mọi người thấy không? Nó phân dùng ba anh điều hướng mà nó nhẹ quá mọi người không thấy được. Nó bật sáng hết màn hình là nó khó thấy lắm. Còn chỉnh hơi hơi tối á thì mọi người sẽ dễ thấy. Nó phân dùng đấy nè. Con này Samsung A5S 5G. Con này chạy con chip Snapdragon đó là 778. Màn hình 120Hz. Màn chính hãng 2 SIM. RAM 828GB, 3.550. Lưu ảnh rất nhẹ. Trời anh gớt mà bể màn hình sọc luôn rồi hả? À, anh Trung Lê. Thật sự á, mọi người xài mà điện thoại Samsung á. Mà điện thoại Samsung hay là điện thoại iPhone cũng vậy mọi người. Đặc biệt là màn hình AMOLED của Samsung nha. Màn hình nó hay rất là mắc luôn mọi người. Như cái máy nó thêm nóc mùa lút này thôi. Nếu mà bây giờ em đang bán là 6.2 triệu, con này là để coi bản gì, bản Việt Nam đúng không? Còn nếu bản Mỹ thì nó sẽ rẻ hơn. Bản Việt Nam 2 SIM là 6.2 triệu, còn bản Mỹ em bán có 5.5 triệu, nó 5.8 triệu thôi. Nhưng mà đi mua cái màn hình á là 4.8 triệu, 4.7 triệu, bù hết mấy trăm ngàn nữa bằng cái máy mới thôi. Màn hình Samsung là vậy mọi người, phải nói là vậy nha. Note mùa lút bản 2 SIM chính hãng nha. RAM á là 12 256GB, bản Việt Nam 6.2 triệu, máy thì khá chất, màu đen. Con này là bản Việt Nam thì mọi người á để ý nè, cái bản Việt Nam con Note mùa lút á, nếu bản hàng á nó sẽ là hai email giống nhau, còn bản quốc tế bản Việt Nam mình nó mọi người là hai email khác nhau, cái sim 1 cái sim 2 mọi người không đó. Ok, 6.2 triệu. Nhớ clip em báo rồi, nhớ clip thì 4 triệu, em nói nhầm 8.850 đó, 8.850 là clip giá clip 4 nha, gam 8. Máy đẹp, khoảng 9899, 2 SIM chính hãng luôn. Còn dưới clip 3 này em cũng có nha. Đây, dưới clip 3 2 SIM chính hãng. Nhưng mà con này là RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB. Đó, 7.550.000. Ở đây có hơi vết phẩy nè, à, không 7.550.000 nha. Dưới clip 3 nó chỉ phẩy đây thôi, còn mấy chỗ khác này quá đẹp. 256GB nha. Còn đây là một con S20FE 2 SIM. Con này bản Việt Nam chính hãng nha. RAM á, là 8GB, bộ nhớ là 256GB. Con này á, thì em bán là 4.050.000. Nếu mà con này bản Việt Nam á, em đang bán mà máy đẹp á nha, cũng là 256GB. Vì 256GB sẽ là chip 865 mọi người. Còn nếu mà 128GB chỉ Exynos thôi, trừ khi bạn sách tay. Con này là RAM 8, 256GB là chip 865 nè. Đó, em bán là 4.050.000. Máy thì quá đẹp. Nhưng mà con này bị ám nhẹ. Ai lưu ảnh nhẹ. Đây, nó lưu ảnh đây nè. Nó lưu ảnh đây nè. Đó. Và dưới đây xíu nè. Coi hơi khó thấy mọi người. 4.050.000. Có đồng hồ không? Em đâu có bán đồng hồ đâu mọi người. Còn là Note 10. Note 10 5G bản hàng. Bản hàng được RAM 12 và 256GB nha. 12 và 256GB. Đó, bản hàng có được 5G luôn. Giá bán là 4.350. Ngoại hình 9798. 4.350, Note 10. Còn đây là Oppo A98 mọi người. 5G, RAM 8, 256GB. 5.850. Oppo A98 5G nha. Đây. Vô phần bên trong cho người xem. RAM 8 là 256GB. Chạy con chip là Snapdragon 695 nha. 5G. 5.850. Em có được 2 con. Đó, 2 con bản 5G luôn. Bản chính hãng Việt Nam. Máy thì khỏi chức. Chức khỏi bàn. Ok nha, chứ khỏi bàn.
Rồi, nó theo môn gia báo gọi bản Việt Nam 5G là 9 triệu 950, còn bản Mỹ là 8 triệu rưỡi 50, 8 triệu 350 cũng có tùy ngoại hình mọi người. Sao tín hiệu chập chờn quá. Mọi người xem có bị lắc không, mọi người cho bình luận cái nha. 511 người đang xem nè, hôm nay chắc livestream mà ít người xem tại không có hàng thanh lý. Bữa nay mọi người để ý hàng thanh lý thôi chứ không có để ý hàng bình thường. Rồi, Realme C17 RAM 628GB. Chip là không, con này bị phản quang. Con này bị phản quang à. Con này không bán được mọi người. Con này đi trả cho nhập đi. Mình mua giá máy bình thường mà nó đưa mình máy mà phản quang thì thôi mình đi trả mọi người, tại vì người ta cho test em đến 7 ngày mà. Không lắc à, anh nghĩ đây hệt. Cái này chưa like nó sao đi nhậu trời. Anh nghĩ. Rồi, con này nãy báo rồi, Mi 11 Lite 5G bản NE H1/2024 thì Xiaomi với Redmi với Poco là bảo hành 18 tháng. Rồi mấy con này còn bảo hành dài mọi người. Là vậy nha, 3,7 triệu. Anh Nghĩa Đại Hiệp này là một idol của em. Đây. Idol của em. Tiệm điện thoại kế bên em luôn mọi người, dành hết khách bên em luôn. Anh Nghĩa Đại Hiệp đó. Oppo A54 RAM 428GB 2,3 triệu. Nói chứ em nói giỡn nha mọi người. Cũng là bạn hàng thôi. Oppo A54 RAM 428GB nha. 2,3 triệu. Còn sẽ là một con Oppo Find X3 Pro. Find X3 Pro á là RAM 12 và 256GB. Con này em bán giá là 6,800,000. Đó. RAM 12 256GB. Chip Snapdragon đó là 888 mọi người, màn hình 120Hz nha. Con này camera thì có kính hiển vi. Có kính hiển vi để test cho mọi người xem. Đó, kính hiển vi nè. Để bỏ vô dưới đây nó mới thấy mọi người. Đó, thấy được cái gần của cái miếng này luôn. Cái miếng miếng lót em đang quay luôn nè. Đó, kính hiển vi là vậy mọi người. Tại vì có kiếm cái nào mà có cái tấm vải á nhìn nó dễ thấy hơn. Đây. Mọi người thấy không? Đó, kính hiển vi là vậy đó. Đó, cũng rất là nét nha. Ok chưa? 60x nè. À, 6X là rất là nét luôn. Đó là kính hiển vi của Oppo Find X3 Pro. Lúc mà nó mới ra con này là nó quảng cáo cái này mọi người. Oppo á 6,8 triệu nha. Ok chưa? Ngoại hình rất là đẹp. Em quên cái màn hình này gọi là cái gì à? Tự nó dài quá, cũng là màn hình OLED nhưng mà công nghệ khác. Tại màn độ sáng màn hình con này khá là cao. Quên mất tiêu rồi. Coi còn với ông ta. Còn gì nữa không chàng? A73 đi. A73 thì nói chung là A73 bán được hoài. A73 thì con này đang bán mới á, mọi người cũng biết đúng không? 11 triệu. Nhưng mà bây giờ mấy con này lướt nè. Còn bảo hành tháng 10 lướt nhưng mà cũng bảo hành dài bằng không còn bảo hành dài mọi người. Như ba con này. A73. A73 là em bán thường xuyên mọi người. Thật sự là A73 em bán thường xuyên nha. Em về được 3 con. 5,8 triệu cho đến 6,050,000 tùy theo ngoại hình máy. Bây giờ con 6,050,000 á là hai con này. Em sẽ quay ngoại hình cho nó trước. Thì con này cũng không có gì để review mọi người. Cũng là RAM 8 và 128GB màn hình 120Hz thôi. Em nhớ con chip là chip gì ta, Exynos 1080 1280 hay gì đó. Lâu quá không có chip mấy con này. Đó, có con dưới còn siêu viền. Nay không có láp mọi người ơi. Nay không có láp nha. 6,050,000 là máy đẹp chính chính nè. Còn 5,8 triệu á là máy phải phẩy. Đó. Máy phải phẩy mọi người. Khoảng 9798. Thì theo ngoại hình mọi người đánh giá thôi. Hai SIM chính hãng hết nha. Cái này bản hai SIM. Pin 5000, RAM 828GB có dương tay trong màn. A13 2,6 triệu là RAM 428GB, cũng là pin 5000, cũng là bản chính hãng. Này. A13 RAM 628GB 2,850 triệu.
B5000. Pixel Sony Xperia 5 hả? Xperia 5 anh mua mắt 1 hay mắt 2? Có con nào hành lý giá rẻ không anh? Hôm nay em không có mọi người ơi, không có hành lý nha. Mơ Z Fold 4 quá anh. Dạ. Rồi tiếp tục là một con A53 nữa. Cũng là còn bảo hành tháng 11/2023, máy đẹp 99. Còn siêu viền rất là đẹp. Đây, 5.050.000, màu xanh. Còn đây là màu đen. Bản chính hãng hết nha. Bản chính hãng Việt Nam. Đó, con này cũng còn siêu việt luôn. Rất là đẹp. Còn con này là A33 5G còn bảo hành 21 tháng 9. Ủa? Ờ đúng rồi, còn có mấy ngày nó hết bảo hành nè. A33 5G. Đây. Chính hãng nha. Máy đẹp 99, còn siêu viền. 4.1 triệu. S20FE. Ủa mà sao này bán đến 4.7 triệu dữ vậy trời. À con này bản chính hãng. S20. Đúng không ta? Để em coi có ám không. Đúng rồi, S20FE bản chính hãng mọi người. RAM 828GB 4.7 nha. 4.7 mọi người. Màu cái màu rất là nam tính luôn. Bốn triệu bảy. S21 Plus chip là 88. Con này thì màn hình bị ám nhẹ này, bị lưu ảnh nhẹ đây nè, đó bị lưu ảnh nhẹ đây nè. Cái này không phải là tại màn hình nó bị hồng mọi người, cái này chỉnh được nha. Tại vì màn hình Samsung lắm mọi người, có thể chỉnh là muốn là nó nóng hay là lạnh nè mọi người thấy không, chứ không phải là màn hình bị hồng đâu, tùy theo mọi người chỉnh thôi đó mọi người thấy không. Đây. Chứ không phải là bị ám hết màn. Mọi người muốn chỉnh trong thì chỉnh trong rồi đó. Đây, nó chỉ lưu ảnh rất là nhẹ ở đây nha. Chắc cái này mọi người nhìn ở ngoài mới thấy được, mà ở đây không thấy được đâu. Máy thì đẹp khoảng 99%. Em bán là 5.6 triệu. Ám nhẹ. Note mùa lút bản Việt Nam. Bản Việt Nam 2 SIM. RAM 12 và 256GB. Giá bán là 6.2 triệu. 6.2 triệu mọi người. S10 5G 4.450, RAM 8 256GB, máy đẹp nha. Tầm khoảng 98%. RAM 8 256GB, S10 5G 4.450, máy đẹp luôn. S21 Ultra RAM 12/128GB, con này bị lưu ảnh. Này, lưu ảnh trong cổng đây nè. Mọi người thấy không? Em bán là 7.5 triệu. Còn mấy chỗ khác thì đẹp. Anh đây lưu ảnh nhẹ xíu. Nhưng mà lưu ảnh trong cổng đây thì nó thấy nè. Còn lưu ảnh trên đây thì nó không thấy. Bản 2 SIM nha. Chip là 888, 7.5 triệu. Rồi, hôm nay bên em có như đây thôi. Và mọi người lưu ý nè. Cái này thì ngày nào bên em cũng báo hết nha mọi người. Cái này thì ngày nào bên em cũng báo hết nha. Mọi người lưu ý giúp em. Bên em thì chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản là Hà Quốc Minh. Vietcombank á là 97 168 5, con số 9 người. Mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo nha. Đó là cái này ngày nào cũng báo. Bình luận mọi người bình luận vô, bên em cũng trả lời là cảnh báo. Và trả lời bình luận cảnh báo, trả lời tin nhắn cảnh báo luôn nha. Chứ không phải là em chỉ đọc cái này không thôi mọi người. Mọi người bình luận vô là mọi người thấy tin nhắn tự động là sẽ cảnh báo mọi người liền, trả lời tự động cảnh báo mọi người liền đó, để tránh tình trạng mọi người bị lừa đảo nha. Cái này thì ngày nào cũng báo mọi người lưu ý giúp em nha. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Số điện thoại là 077 469 683, 0703 747474, và 06 con số 8 774 người. Bên em bán hàng có ship hàng Trung Quốc nha, và cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Bên em sẽ bảo hành cho người là 3 tháng 1 đổi 1, không bảo hành gây nứt cứng đớm màn hình, và có hỗ trợ trả góp không cần trả trước. Trả góp thì mọi người phải đến cửa hàng, không làm hồ sơ trả góp online được. Ship có thì có cọc mọi người. Máy dưới 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu cọc 500, máy trên 10 triệu cọc 1 triệu mọi người.
bên em không yêu cầu chuyển khoản đủ hay nửa tiền nha, đúng số tiền đó mọi người cọc thôi. Đó, đúng số tiền đó mọi người cọc thôi mọi người. Nếu một ai nhắn tin chuyển khoản nửa tiền hay là đủ tiền để phi ship là lừa đảo mọi người. Trả góp online cũng là lừa đảo luôn, trả góp là phải đến cửa hàng. Ok, cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người buổi tối dễ người, bye bye.